Hello, con Út xin mến chào quý vị khán giả, ông bà, cô chú, bác, tất cả mọi người trên kênh nhà của con Út. Sau đây con Út xin chia sẻ cái bài viết của chị Võ Thị Hồng Loan, là con gái của chú nghệ sĩ Vũ Linh, đã chia sẻ trên dòng thời gian với đôi lời tâm sự, với bằng nỗi lòng thân yêu của người con gái. Đã chia sẻ trên dòng trạng thái, con Út xin đọc lên cho quý vị cùng lắng nghe. Con chào cô chú, bác, anh chị. Con kính báo về thời gian cúng lễ trai tăng và trao quà từ thiện, hồi hướng công đức cho ba con, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào thứ ba tuần sau, nhằm ngày 29 tháng 8 năm 2023, cũng là ngày 14 tháng 7 âm lịch Quý Mão. Thì từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng, gia đình sẽ tham gia lễ cúng cùng Hoa Viên tại chương trình đại lễ của Hoa Viên Bình Dương. Từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng là thỉnh quý hòa thượng đến cúng tại mộ ba con, mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Từ 11 giờ sáng cho đến 14:30 là 2:30 chiều, chương trình văn nghệ của các văn nghệ sĩ thân hữu sinh thờ với ba con, và buổi tiệc cơm trưa chay. Gia đình con đã đặt 9 bàn tiệc chay cũng nhờ Hoa Viên chuẩn bị. 15 giờ thì là 3:00 chiều, trao quà từ thiện 1.300 phần, 13 tấn gạo, mỗi phần quà là 10 kg gạo. Tại tầng trệt Linh Hoa Tuệ Đàn tại Hoa Viên. Về việc phát phiếu quà từ thiện, gia đình con đã làm việc nhờ phía Hoa Viên Bình Dương hỗ trợ. Sáng nay Hoa Viên thông báo cho gia đình con là Hoa Viên đã in 1.300 phiếu nhận quà và đã gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bến Cát để rỡ về các phường cho các hộ bà con có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phường Chánh Phú Hòa, nơi trụ sở Hoa Viên, sẽ phát 300 phiếu. Tới giờ phát quà, bà con sẽ mang phiếu tới và nhận quà. Một số bà con cô bác lớn tuổi ở xa đi lại khó khăn thì đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ nhận dùm rồi về trao lại cho bà con. Con thông báo cô chú bác anh chị để buổi lễ và buổi trao quà từ thiện diễn ra trong không khí hoan hỷ, yêu thương, dành nhiều công đức hồi hướng cho ba con, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Con kính báo bà con lịch trình như trên và kính mong mọi người hoan hỷ đến tham dự nhẹ nhàng, lịch sự, trật tự để đảm bảo an ninh. Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì quý vị khán giả ơi, đó cũng chính là những gì mà tâm tư, những tình cảm, nỗi lòng mà trên trang nhà của chị Hồng Loan đã chia sẻ gửi đến cho quý bà con, cô bác, cô chú, anh chị em. Đó chính là những lịch trình mà đã được chuẩn bị xong rồi thưa quý vị ạ. Vào ngày 14 tháng 7 âm lịch đó, cũng bằng cái tình cảm yêu thương, quý bà con, cô bác, cô chú, anh chị em, tất cả mọi người có đến Hoa Viên Bình Dương để nhận gạo 10 kg gạo. Cũng hy vọng rằng tất cả bà con, cô bác, cô chú, anh chị em sẽ vui và đón nhận cái tình thương này từ chị Hồng Loan và gia đình. Đó quý vị, gửi tặng những phần quà gạo yêu thương cho quý vị nha quý vị ơi. Cũng cầu chúc cho gia đình chị Hồng Loan cũng nhiều bình an, nhiều sức khỏe, và nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi cứu vớt cho linh hồn của cha của chị Hồng Loan, đó chính là chú nghệ sĩ Vũ Linh, được siêu sinh tịnh độ về Đức Phật A Di Đà. Thì một lần nữa, đó cũng chính là những tâm tư, những tình cảm mà người con gái hiếu thảo là chị Hồng Loan đã viết trên trang nhà của mình gửi đến cho quý ông bà, cô chú bác, quý vị khán giả. Cũng hy vọng rằng cái ngày đó
Vi vị cũng sẽ đến để chung vui những cái nghi thức mà những cái lịch trình mà từ gia đình, từ chị Hồng Loan đã đăng tải trên dòng trạng thái, để cho quý vị thấy và đọc được những cái lịch trình mà gia đình đã tổ chức nha quý vị. Chúc cho quý vị khán giả, tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, sở nguyện thì được tỳ tâm, sở cầu thì được như ý. Chúc cho quý vị ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời đều an lành. Chúc cho quý vị nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc, luôn vui vẻ và dành một cái tình cảm yêu thương thưa quý vị ạ. Sau khi thấy được những hình ảnh mà gia đình của đâu rồi quý vị, dạ con cũng xin chia sẻ cho quý vị coi. Thì chị Hồng Loan cũng giới thiệu với chị Ni á quý vị, giới thiệu cái ổ bánh mì của chú Nguyễn Hữu Quắc. Bán bánh mì là bánh mì có tên là bánh mì xá xíu ông Năm đó quý vị. Đó, quý vị có thích ăn bánh mì cũng mua ủng hộ cho chú Hữu Quắc nha mọi người, cho chú Hữu Quắc bán nha mọi người. Dạ, đâu rồi? Rồi, trên trang nhà của anh Võ Linh Tý á mọi người, cũng có chụp một cái tấm hình cùng hai vợ chồng là chị Hồ Bích Trâm và anh Tý, cùng chụp với chị Ni nè, chị Loan và chú với anh Vũ Luân nữa mọi người. Đó, chụp trong cái tấm hình với có cô nào bên cạnh nữa. Người chụp có cái anh nào mà xăm nè, mọi người xăm tay nữa nè. Đó, mọi người thấy đó. Đó. Rồi, mọi người ơi, đó chính là những gì mà trên dòng trạng thái mình chia sẻ thôi mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem qua đoạn video ngắn này của mình nha. Thân ái và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người.